Không hay bắt phải nhảy. Phải hay rồi thì phải hay nhá. Áp lực quá, áp lực quá. Đây là chơi cho cả hai ông ấy nhá. Xem nào. Hey yo. I'm looking at the low, I'm looking make a grow to flow, you to low, and no, if I let it go. Honey kind of body man to feel like an novice on a boat. In the middle and alone, it's low. In the middle and alone, gets bold. Hey. You bit a lot of low. Hey. The man and do it all. Smoking to make the mouth, but you're not a licking mouth. Chờ đem bà, ey. Đạp xa cả đầm ba là no vấn đề. Ey, cả đầm bảo tuyết mà đã ta mà xa là no vấn đề. Ok, ta đã bị đầm bà đã khá là no vấn đề. Mà đầm bị ta bảo đã bị đầm xa đã bị đầm xe đầm thế mới ngậu. Ey, anh không ngang lọc màu. Hey, anh chưa sân khấu với những âm thanh hàng đầu. Thì phải ai không ngang gì nhau. Đời dẫn ta đến nơi đâu. Hứa vẫn sẽ khiến ông ngộ. Chết rồi anh ơi. Không, mình phải làm hay hơn đúng không? Nghe trời ơi, đấy thì bây giờ anh làm một đoạn nhảy cho nó hay. Bắt nó làm hay hơn. Bây giờ cái đoạn bục 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 thì hai anh phải gắn vào đó thôi chứ. Tới đây thì xong nhiệm vụ rồi. Đấy. Hay không? Khoan 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 khoan, hay không? Nhưng có hay không? Cái hút hay không? Hay. Ok. Ok. Alright then. Đấy thôi. Ở trong quá trình làm việc nhóm thì không ai bảo ai cả. Mỗi anh em đều cố gắng là bớt cái tôi của mình xuống, lắng nghe ý kiến của mọi người và sau đó tìm ra được cái giải pháp tốt nhất để mấy anh em có thể cùng kết hợp với nhau một cách vui vẻ, năng lượng và vẫn đạt được mục đích của mình. Và Hà Lê thì không biết các nhóm khác như thế nào, nhưng mà cái tinh thần chung của nhóm Nham Thạch và Hà Lê thì mấy anh em rất là đoàn kết, rất là yêu thương nhau và luôn luôn tìm cách làm sao để có thể nâng đỡ cái phần biểu diễn của người đồng đội của mình lên một cách tốt nhất. Thật sự là khi vào team này em cũng thực sự muốn nhìn cái movement của hai anh. Đúng rồi, bọn em thử ra một cái đi. Muốn tìm muốn được chứng kiến hai nhìn anh. Nhìn yes, đó, chỉ muốn nhìn thôi. Thôi sao thôi. Em không muốn chơi cùng vào à? Nhưng mà bọn em chưa nhảy bao giờ, bọn em toàn làm rapper, bọn em chỉ biết nhún nhún này thôi. Thử xem anh, thử xem, hai anh thử xem. Anh cứ thử đi, anh cứ thử đi. Thử đoạn nhảy à? Vâng, đoạn nhảy, nếu mà bọn anh làm đoạn nhảy mà bọn em theo được cái gì thì bọn anh theo luôn. Chứ không theo được hết. Anh nghĩ là bây giờ nhảy thì nhảy cả nhóm, chứ còn nếu mà đã không nhảy thì thôi không nhảy. Nãy là nói là Victor say thì không nhảy rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu có rất hay thì tôi bọn anh solo. Cỏ mày. Ok, thử với đi em, thử với đi. Với cả em nghĩ là nếu mà anh em muốn tạo thêm điểm nhấn nữa, anh em mình còn có thể làm quả sweet beat nữa, làm phát sweet beat cho nó sang một cái màu khác luôn, xong lại quay lại. Đây đang chắc khoảng tầm 145-150 gì đấy, chắc tầm 150. Kiểu nhịp nhanh, chap nhanh. Thì mình nếu mà thích mình có thể xuất phát về old school. Why not? Tại vì bình thường á em thực sự là sở trường của em là dưới 120 là em sẽ làm rất là tốt. Nếu mọi người muốn thì mình gửi mình thử bàn với giám đốc âm nhạc xem sao mình có thể đưa nó về chậm xuống một phát. Làm một phát sweet beat cho nó có điểm nhấn, xong rồi mình lại back về bài xong. Đấy, xong rồi lại đến đoạn nhảy đấy, đúng rồi. Ok, vậy em nghĩ idea đó hay đó. Ok. Ok. Vậy là mình sẽ có verse của anh Nguyễn Thiện xong. Vâng. Sẽ đổi sang switch beat một phát, xong rồi là anh quay trở lại anh bin đi, xong rồi đến anh Đạt, tại vì cái flow của anh Đạt vào cái beat này, cái flow nhanh lúc nãy nghe nó rất là hợp, mình nên giữ cái đấy, quay trở lại xong nó bọn mình ao cái đúng rồi, xong rồi lại điều, xong rồi đến hook, ao cái nhảy chung anh ạ, hết hook xong rồi nhảy chung, nhảy chung nhưng mà nhảy được nhảy không nhảy được thì hai up, khó quá thì bây giờ anh em đi tập khác. Thôi cứ tập thì thử thôi. Bọn anh cứ viết xong chưa? Bài xong, dựng xong bài đi rồi tính sau. Dựng xong rồi bọn em tính. Ok. Bọn em theo được thì theo, không theo được thì bọn em mất cầu quyền. 48 tiếng mà đúng không? Dạ. Đúng rồi, ok. Giờ mình cố hoàn thành cái bài này nhanh nhất có thể. Wow. 1 2 3 rồi nhảy liên tục 1 2 3 4 5 6 7 8 nha. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 nhưng mà bây giờ động tác tiếp theo là nhảy không được nhấc chân khỏi mặt đất.
không được nhấc chân khỏi mặt đất. Tức là em phải nhảy vậy đúng không? Không. Ở dưới á, lá để dưới đất kìa anh. Rồi. Rồi, rồi. 5 6. Đúng rồi, nhảy qua nè, lết qua. Lết. Đúng rồi. Ừ. Ê này nhảy được này. Được rồi. Say. Mình nghĩ là công nhận đấy, lúc mà các anh em đang rehearsal, đang tập luyện trên sân khấu thì mình thấy ở bên dưới anh Tài Hoàng Hiệp cũng tìm cách gọi là nhảy theo cái điệu nhảy của anh em. Mọi người cũng tìm cách để tập thử, học thử khi mà làm mọi người làm đồng đều cùng nhau ấy, nhìn nó rất là vui mắt. Ít nhất là như vậy là điều đó chứng tỏ nó có tính lan tỏa. Nên là cũng hy vọng là khi mà cái màn trình diễn của tất cả bốn anh em lên sóng thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả mà tất cả anh em mong muốn và sẽ lan tỏa được đến khán giả một cách rộng rãi hơn. Quay đến kiểu cười. Là cái này cái mô này. Xin đó là cái và sẽ liên tục luôn. Là xin những bối rối này cứ thế lên ngôi, xin con tim rẽ lối tìm giây phút nghẹn thở, cho đêm chơi vơi được những ánh mắt đôi môi chọn nhau mang theo gọi mời. Này á là anh với Hà là ở giữa, Tin với lại Ran là hai bên là cái bàn luôn. Xong rồi vô cái này mới chuyển ngược lại là hai Ran với lại Vin ở giữa, anh Hà tách ra ngoài. Thì anh lúc này anh Hà lên sẽ ra ngoài xíu nữa. Được. Còn Vin thì Vin cứ bước được á, cái Hà lên. Tôi kéo máy đi để mà Vin cuối cùng á, tại vì Vin bị diễn ở đây nhiều quá. Dù gì cũng là solo, mọi người chỉ có một vài mấy giây để mà xả sáng à, nên cái Vin cái pháp của chú diễn ở đây đúng không? Có cái diễn ở đây thêm đi. Chú diễn tới gần mà bạn mà anh Tiến Đạt mà ra làm cái này nè, thì bắt đầu kéo máy về. Đúng rồi, flow về bắt đầu bắt làm này ha. Okay. Chơi lên lại đầu tiên. Đầu tiên solo. Chú diễn giữa, Ok, kéo về là sau hơn một tí nữa. Đúng rồi, okay. Coi như là bên cứ phải diễn đây hết thì okay. Khán giả đây là chính đó. Ok. Chạy ra ngoài chạy. Rồi. Cầu mong tuần này nhiều niềm vui. Lâu bình minh. Anh như chiến tàu, tôi như thế này. Sam xưa đấy là Underwater, smooth with the flow thì một tiếng kẹt tim trong các nào. Vậy nha.
Phát sóng vào tháng 6 2024, thứ bảy hàng tuần, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên YouTube Giao Quanh Show.